Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một tiết mục đặc biệt của chương trình. Đó là sự xuất hiện của 7 nghệ sĩ nhân dân, những nghệ sĩ tài danh của nền nghệ thuật sân khấu điện ảnh ca nhạc nước nhà. 7 ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật, đó là nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng, nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ sẽ cùng trình diễn ca khúc Chúng Tôi Người Nghệ Sĩ, nhạc và lời Hiệu Ước. Chúng tôi người nghệ sĩ với đàn ca sáo nhị, mang tiếng hát dâng đời bằng trái tim yêu thương, bằng trái tim yêu thương. Ôi cuộc đời nghèo khó với cơm áo đầm lòng, đời người bao vất vả một gánh buồn mang theo, một gánh buồn mang theo. Trên vai người nghệ sĩ nhưng nào có xa gì, vì chúng tôi là nghệ sĩ, nghệ sĩ của nhân dân. Chúng tôi người nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời vinh quang và cay đắng, cứ để nàng hai vai, cứ để nàng hai vai. Chúng tôi người nghệ sĩ ai bao dài là dài, ai bao khôn ư là khôn, nhưng nào có xa gì, khôn và dài như nhau, vì chúng tôi là nghệ sĩ, nghệ sĩ của nhân dân. Sáng nhì dâng tiếng hát cho đời bằng trái tim yêu thương, bằng trái tim yêu thương. Ôi cuộc đời nghèo khó với cơm áo tấm lòng, đời người bao vất vả một cánh buồn mang theo, một cánh buồn mang theo. Nào có xa gì, vì chúng tôi là nghệ sĩ, nghệ sĩ của nhân dân. Chúng tôi người nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời vinh quang và cay đắng, cứ để nàng hai vai, cứ để nàng hai vai. Chúng tôi người nghệ sĩ ai bao dài là khôn, ai bao khôn ở là dài. Nhưng nào khó xa gì, khôn và dài như nhau, vì chúng